Từ lại sau gần 3 tuần nghỉ đông, Bayern Munich sẽ bắt đầu năm mới 2022 bằng cuộc chạm trán với Gladbach ở lượt đấu sớm nhất của vòng 18 giải vô địch quốc gia Đức. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, chiến thắng được dự báo sẽ khó mà thoát khỏi tay hùm xám, từ đó có thể giúp họ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 43 điểm sau 17 trận, cùng khoảng cách lên tới 15 điểm so với nhóm bám đuổi ngoài top 4. Không những thế, thầy trò huấn viên Neuer ở hiện tại cũng tạo được niềm tin bằng phong độ thi đấu đầy ấn tượng. Cụ thể là đã toàn thắng ở cả 7 trận đấu gần nhất, trong đó có năm thuộc về giải vô địch quốc gia Đức. Đã thế, ở trận đấu tới họ còn được chơi trên sân nhà Allianz Arena, nơi được chứng kiến thành tích giành chiến thắng tới 8 sau 9 vòng đấu từ đầu mùa. Hơn nữa, sự ủng hộ còn đến từ chính đối thủ của họ khi biết rằng ở phía bên kia chiến tuyến, Gladbach đang ngày càng lún sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng, cụ thể là đứng tận vị trí thứ 14 với 19 điểm sau 17 trận, cùng khoảng cách chỉ là 2 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Đại thế phong độ của họ cũng đang gây thất vọng lớn với chuỗi trận thi đấu bết bát. Như cả ở 5 vòng đấu gần nhất, thầy trò huấn viên Hatter đã thua tới 4 và chỉ có một kết quả hòa. Trên sân khách tình hình còn tệ hơn khi từ đầu mùa họ mới chỉ có một chiến thắng sau 9 trận, còn lại đã thua tới 6. Vậy nên việc phải làm khách đến Allianz Arena sắp tới lại đang ngày càng trở nên đáng lo và gần như là không có chút hy vọng cho đội bóng này. Trên sàn giao dịch châu Á nhà cái cũng hướng đến hùm xám xứ Bavaria khi xếp họ ở kèo chấp lên tới 1 3 phần 4, mức thuộc hàng cao ở những lần họ tiếp đón Gladbach trước đây và với những gì đã thể hiện hoàn toàn có thể đặt niềm tin cho đội chủ sân Allianz Arena ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với mức kèo được niêm yết lên tới 3 3 phần 4, đánh giá cho khả năng bùng nổ của trận đấu cũng là khá cao. Điều đó cũng là dễ hiểu bởi hàng công của Bayern Munich vẫn đang cho thấy sức mạnh hủy diệt của mình. Còn Leipzig lại ở sở hữu hàng thủ quá yếu, chính vì thế nên mốc trên được xem là lựa chọn cho trận đấu này. Cũng trong lượt trận sớm sau kỳ nghỉ đông, giải vô địch quốc gia Pháp sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai đội bóng tên tuổi là Bordeaux và Marseille. Lúc này trên bảng xếp hạng với 33 điểm sau 18 trận, Marseille đang đứng ở thứ ba trên bảng xếp hạng cùng khoảng cách 13 điểm so với đội dẫn đầu, trong khi Bordeaux đang đứng tận vị trí thứ 17 với 17 điểm sau 19 trận, ngay trên nhóm cầm đèn đỏ với chỉ một điểm nhiều hơn. Với vị trí trái ngược như vậy, có thể dễ dàng nhận ra đâu là đội bóng đang chiếm ưu thế ở cuộc đọ sức này, đó chính là Marseille. Và thực tế thì trong quãng thời gian vừa rồi, đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp cũng thi đấu tốt hơn nhiều. Cụ thể ở 5 trận gần nhất, họ đã thắng tới 4 và chỉ hòa 1 trên mọi đấu trường, bao gồm cả sân chơi quốc nội lẫn châu lục. Bên cạnh đó, màn trình diễn tích cực trên sân khách khi đã toàn thắng cả 3 vòng đấu vừa rồi cũng giúp củng cố thêm niềm tin cho thầy trò huấn viên Sapoli. Hơn hết là ở phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của Marseille đã trình diễn bộ mặt tệ hại hơn nhiều và đang tỏ ra yếu thế ở cuộc đọ sức sắp tới. Cụ thể ở cả 3 trận gần nhất, đồ đều, đều để thua. Riêng 7 vòng đấu vừa rồi tại giải vô địch quốc gia Pháp, họ cũng chỉ thắng 1 còn lại thua tới 4 và hòa 2. Tại sân nhà, tình hình thậm chí còn đáng ngại hơn khi bốn vòng đấu gần đây thầy trò huấn viên Petkovic đã để thua tới 3 và chỉ có một kết quả hòa. Với những đặc điểm như vậy, sự thất thế của đội bóng này là thấy rõ so với đối thủ. Trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái cũng thể hiện quan điểm tương tự khi xếp mắc ở kèo chấp lên tới 3 phần tư. Trong quá khứ, việc họ được xếp trên khi viếng thăm sân đấu này đã là hiếm gặp chứ chưa nói đến chấp sâu như vậy. Và kết hợp với màn trình diễn như đã đề cập, vị khách đến từ miền Nam nước Pháp rõ ràng là cái tên đáng để trông đợi hơn ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác, những cuộc đụng độ trước đây của hai đội thường chứng kiến ít bàn thắng được ghi, thế nhưng ở trận đấu này khả năng sẽ có kịch bản bùng nổ hơn nhờ vào sự cởi mở mà cả hai đã thể hiện thời gian qua. Bên cạnh đó là việc nhà cái cũng đưa ra mức kèo tài xỉu khá cao là 2 3 phần tư, vì vậy mốc trên cũng được xem là lựa chọn đáng để kỳ vọng. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn truy cập aigon1.net